theo dõi điểm tin bất động sản cùng Rick Nguyễn. Sau đây là những nội dung đáng chú ý về lĩnh vực bất động sản trong tháng 2 năm 2024. Nợ xấu tăng, ngân hàng xin gia hạn cơ cấu và trả nợ. Kinh tế vĩ mô 2 tháng đầu năm 2024 cơ bản ổn định, nền kinh tế tiếp tục phục hồi. Hàng tồn kho bất động sản tiếp tục tăng cao. Không thể cầm cự, gần 2.300 doanh nghiệp bất động sản ngừng hoạt động từ đầu năm tới nay. Bộ Xây dựng chỉ ra 6 vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội. Bảng giá đất lần đầu sẽ được công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nợ xấu tăng, ngân hàng xin gia hạn cơ cấu trả nợ. Trước xu hướng nợ xấu tăng, ngân hàng xin gia hạn thực hiện thông tư 02/2023/TT-NHNN thêm 6 tháng đến 1 năm, thay vì hết hiệu lực cuối tháng 6 năm 2024 để khách hàng có thời gian trả nợ. Trước đề xuất của các ngân hàng, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho hay, Ngân hàng Nhà nước nhất trí với chủ trương kéo dài thông tư 02/2023, còn thời gian kéo dài thêm bao lâu, nửa năm, một năm thì cần có đánh giá kỹ hơn. Đề nghị vụ tín dụng và các ngành kinh tế, cơ quan thanh tra, vụ pháp chế, vụ chính sách tiền tệ, đề xuất cơ chế và cơ chế này phải được ban hành ngay trong quý 1/2024, ông Tú nói. Kinh tế vĩ mô 2 tháng đầu năm 2024 cơ bản ổn định, nên kinh tế tiếp tục phục hồi. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, chuyển biến tốt hơn so với cùng kỳ 2023 trên hầu hết các lĩnh vực, tạo đà cho tăng trưởng và phát triển cả năm. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tăng 3,98% so với cùng kỳ, tính chung 2 tháng tăng 3,67%. Giá các mặt hàng cơ bản ổn định, không có tình trạng khan hiếm, thiếu hàng trong dịp Tết. Mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm, Ngân hàng Nhà nước thực hiện giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và tập trung thúc đẩy tín dụng ngay từ đầu năm. An toàn hệ thống ngân hàng được đảm bảo. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng ước đạt 23,5% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu 2 tháng tăng 18,6%, 19,2% và 18%, ước xuất siêu 4,72 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn FDI đăng ký 2 tháng đạt gần 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,6% so với cùng kỳ. Cho thấy niềm tin của doanh nghiệp FDI và triển vọng phục hồi tăng trưởng, sự ổn định và hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam. Tính chung 2 tháng, có hơn 41% doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 8,5% so với cùng kỳ và nhiều chỉ số tích cực khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh, khó khăn thách thức đặt ra cả bên trong và bên ngoài còn rất lớn, tạo sức ép lên điều hành tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn về đầu tư, tiêu dùng, an sinh xã hội trong năm 2024. Thiên tai, biến đổi khí hậu, El Nino diễn biến khó lường, tác động ngày càng nặng nề hơn. Hàng tồn kho bất động sản tiếp tục tăng cao. Kết thúc năm 2023, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2023 của nhiều doanh nghiệp bất động sản cho thấy lượng hàng tồn kho tiếp tục tăng cao, thậm chí giá trị hàng tồn kho bất động sản của một số doanh nghiệp đã chiếm hơn 50% tổng giá trị tài sản. Liên quan đến bất động sản tồn kho, báo cáo về nhà ở và tình hình thị trường bất động sản quý 4 năm 2023 của Bộ Xây dựng cho biết, tỷ trọng tồn kho tập trung chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án. Theo Bộ Xây dựng, mặc dù đã có điều chỉnh lãi suất ngân hàng liên quan tới vốn vay cùng những dấu hiệu tích cực của cơ chế, chính sách, nhưng thực tế vẫn tồn tại nhiều dự án đang phải tạm ngừng do gặp vướng mắc liên quan đến pháp lý, khiến hàng tồn kho đến từ bất động sản dang dở không ít. Không thể cầm cự, gần 2.300 doanh nghiệp bất động sản ngừng hoạt động từ đầu năm tới nay. Mới đây, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm 2024. Theo đó, có 552 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, bằng 100,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp bất động sản giải thể là 248, trong khi cùng kỳ con số này là 235. Đồng thời, doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động là 843 doanh nghiệp, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong 2 tháng vừa qua, có 2.280 doanh nghiệp bất động sản ngừng hoạt động, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Có thể thấy, tình trạng các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn, buộc phải cắt giảm nhân sự hoặc ngừng hoạt động vẫn chưa dừng lại. Bộ Xây dựng chỉ ra 6 vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội. Hiện có rất nhiều dự án nhà ở xã hội, khu đô thị đang triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc hoặc dừng triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân. Trong số này có cả các dự án nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng mới đây đã chỉ ra 6 vướng mắc chính liên quan đến nhà ở xã hội như hình thức giao đất, thủ tục miễn tiền sử dụng đất phức tạp, mất 1-2 năm, quỹ đất, thiếu quỹ đất cho dự án nhà ở xã hội độc lập do quy định 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội trong dự án thương mại, lựa chọn chủ đầu tư, thủ tục phức tạp, chồng chéo, thiếu thống nhất với luật đầu tư, đấu thầu, đất đai, quyền và ưu đãi cho chủ đầu tư, ưu đãi không thực chất, không thu hút được chủ đầu tư, giá bán, cho thuê, thuê mua,
chưa tính chi phí hợp lệ, lợi nhuận thấp, thủ tục xác định giá phức tạp. Đối tượng và điều kiện thụ hưởng. Thủ tục hành chính rườm rà, khó khăn cho người dân và chính quyền. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Quốc hội giao Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, để tháo gỡ ngay một số khó khăn vướng mắc. Tháo gỡ vướng mắc về giao đất, quỹ đất, lựa chọn chủ đầu tư, ưu đãi cho chủ đầu tư, giá bán, đối tượng thụ hưởng. Thực hiện hiệu quả đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, coi đây là hạng mục đầu tư chung dài hạn của địa phương. Gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Bảng giá đất lần đầu sẽ được công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Sáng 19 tháng 2 năm 2024, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố luật đất đai và luật các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm và bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, được điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá đất từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Việc xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu đất. Luật quy định cụ thể thời điểm xác định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với từng trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất mà làm thay đổi diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải ban hành quyết định giá đất cụ thể trong thời gian không quá 180 ngày kể từ thời điểm xác định giá đất. Đối với trường hợp áp dụng giá đất trong bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải ghi giá đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất. Bổ sung quy định tiền thuê đất hàng năm được áp dụng ổn định cho chu kỳ 5 năm tính từ thời điểm nhà nước quyết định cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tiền thuê đất cho chu kỳ tiếp theo được tính căn cứ bảng giá đất của năm xác định tiền thuê đất tiếp theo. Trường hợp tiền thuê đất tăng so với chu kỳ trước thì được điều chỉnh nhưng không quá tỷ lệ do Chính phủ quy định cho từng giai đoạn. Phân cấp thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Luật cũng quy định cụ thể 4 phương pháp định giá đất trong luật, quy định điều kiện áp dụng đối với từng phương pháp định giá đất. Giao Chính phủ quy định phương pháp định giá đất khác sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất để xác định giá đất cụ thể mà có kết quả thấp hơn giá đất trong bảng giá đất thì sử dụng giá đất trong bảng giá đất. Chương trình Điểm tin bất động sản cùng Rick Nguyễn số lần này xin được phép khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của Rick Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.